Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của B Cú Thành. Và ngày hôm nay mình mới tìm được một tựa game thử thách độ tinh mắt của B Cú Thành và ốc cùng các bạn nhá. Ôi dồi ôi, thế thì mình sẽ chiến thắng tại vì mình có những bốn mắt luôn. Chưa chắc đâu anh B Cú Thành á, tinh luôn, tinh như con tinh tinh luôn. Ok, vậy thì trước khi video bạn nhớ nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhá. Và chúng ta cùng khám phá câu chuyện đáng sợ trong tựa game này nữa. Lại còn có câu chuyện đáng sợ à? Đi theo chân anh và chị ốc nhá. Nhìn game này vui mà. Kiểu đồ họa như là Mario ngày xưa đó. Let's Fight Larry chính là tên của tựa game này các bạn ạ. À, đi tìm Larry à? Đúng rồi. Ok, đấy. Larry là ai? Chắc Larry là một người nào đấy. Rồi bây giờ vào luôn game nha các bạn. Ủa? Thế anh trả lời như là trả lời vậy. Rồi. Để em tìm nhá. Hello. Đây là Larry à? Anh không biết được. Xin chào tất cả các bạn nha. Rồi. Tôi tên là Findo. Tôi yêu thích việc tìm kiếm mọi người, điều này rất là vui. Hãy để tôi giới thiệu bạn đến với những cái một vài cái điều khiển nha các bạn. Chúng ta sẽ go ahead, đi thẳng bằng phím A và D. Bây giờ bạn hãy tìm khắp cái thế giới này kiểu như thế để tìm ra một cái gì đấy mà cái con này nó sẽ bảo mình tìm đúng không? Đúng rồi. Nói chung AD là để xoay góc nhìn ở cái thế giới này các bạn. Để AD như này. Đấy, đấy xoay đây, này. Như này. Ok, đấy, thế đó. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Đấy, awesome. Cái việc quay bản đồ thì sẽ là một cách rất là tuyệt để chúng ta có thể tìm kiếm từ cái bản đồ này nha các bạn. Ừ, có thể nhìn được những góc khuất. Ví dụ đúng vị trí rồi. Này khuất thì vị trí kia sẽ nhìn thấy. Ừ, và cái khoảng cách xa gần ấy cũng rất là quan trọng. Đó. Và một điều nữa. Đó là 1 giây, bắt đầu luôn à? Thôi, bắt đầu luôn rồi. Vào luôn rồi. Vào luôn rồi. Oh. Hey, xuống dưới này, đây là tôi này. À, bạn bé bé tí tí này, tôi nhìn thấy bạn rồi. Đúng rồi, tuyệt vời, hãy chạm vào bạn ấy đi. Ok. Hãy ấn phải chuột để zoom vào. À, hiểu chưa? Zoom lên là mình có thể nhìn thấy kỹ hơn. Nhìn thấy rồi. Bạn ấy to này thì mình chắc chắn là sẽ đây là bạn đấy, không không nhầm người. Đúng. Rồi. Wow, bắt đầu, đấy. Không dễ thế đâu các bạn ạ. Đây chỉ là kiểu thực tập thôi. Và nó khen mình là mình đúng là một cái tài năng gọi là thiên bẩm. Mẹ thiên nhiên cho mình cái tài năng tìm kiếm. Nói chung là zoom lên nhìn thấy và tìm. Ok, đơn giản thế thôi các bạn. Rồi. Nhưng mà đây chắc là mới màn hướng dẫn thôi. Mới thấy có một mình nó, anh nghĩ tí là còn có nhiều vật cản nữa. Đúng rồi. Đây là một ngày thật tuyệt vời, thật là đẹp trời các bạn ạ. Đâu? Đẹp trời tuyệt vời gì mà xanh nè xanh nét này. Mình đi bộ trong công viên các bạn ạ. Rồi đang đi bộ trong công viên và sau đó mình nhìn thấy anh ta. Anh ta chắc là cái anh này nè. Đúng áo rồi. Đỏ rồi mồm hề. Mình không bao giờ quên gương mặt ấy. Người bạn tốt nhất của mình từ trường cấp 3. À hóa ra đây là bạn mình, bạn cũ. Trời, bạn cũ. Cứ tưởng là kẻ cướp. Larry, đây Larry. À Larry, đây chắc là nhân vật chính. Mình làm cấp tiếng này. Gọi Larry ơi! Người bạn cấp 3 của tôi ơi! Đúng rồi. Anh ý nói chuyện về thị trấn các bạn ạ. Và chúng tôi thì đã không gặp nhau trong nhiều năm rồi. Thật là tuyệt để gặp bạn Larry à. Tôi... Larry! Mặt bạn mình vui quá. Ôi đây. Bạn đứng thù lù ở giữa đây. Thế này có gì cái này có gì đâu mà khó. Bây giờ ốc cho anh mượn cái kính râm hoặc cái bịt mắt vào đấy tìm còn khó. Đây em bịt một mắt đây, tìm luôn. À, thấy luôn. Đứng giữa công viên. Dễ quá. Bạn đã tìm thấy Larry. À thế là hóa ra là bây giờ mình nhiệm vụ là cứ đi tìm bạn Larry này. Đúng rồi, đi thôi. Ok. Mà sao Larry cứ phải trốn, nó thích chơi trốn tìm à? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nhiều người rồi. Bây giờ nhìn xem Larry ở đâu. AD để xoay được các góc nhìn này. Đây Larry đây. Ôi đúng rồi. Hello Larry. Lần này bọn mình mở thêm một mắt anh nhìn thấy. Larry đầu tiên mình phải dịch lại, mình phải xem lại là một người bụng to, đầu hói. Ờ và rất cười. Là nhỏ nha. Ừ, rất là bé thôi. Đây có một ông. Dạ được không mặc quần áo này, bụng hở trốn hở hết hàng họ đây này. Hở ti. Ờ. Đây ai đây? Mũi to đấy. Mũi to như mũi ốc. À. Anh dám vào mũi to như mũi ốc à? Ủa đây là đại ca giang hồ à? Rồi, tìm Larry đi. Và đây có mấy cây táo. Rồi Larry đây. Hello Larry, chạy đi đâu? Rồi yeah. Larry nói gì đâu? Đây là một ngày đẹp trời phải không? Tất nhiên rồi. Ừ. Ôi đông thế Larry ơi, bà ở đâu? Đây Larry đây, đây. À, ốc tình phết nhỉ? Xoay góc nhìn đi.
Ok, không, không cần xoay luôn à? Thấy tìm luôn. Sao lúc mình tìm ra nó cứ ở hớ lên là sao? Ở hớ à? Ôi, đông thế. Ây ôi. Là đi ơi, bạn ở đâu đây? Ủa, đông người này biết. Đây, 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 đây. À, đây. Ông tìm thế nhỉ? Rồi, ok, đây, xoay góc nhìn. Đây, nhìn đây, thấy luôn Larry nhìn thấy này. Luôn Larry ở đây. Ở đây là gì đấy? Đây là một cái công viên thôi. Ừ. Nói chung đây rồi, Larry đây rồi. Ê, Larry. Trốn đi đâu được Larry. Thấy ốc tinh không? Ốc cực kỳ tinh luôn. Được của nó đấy. Các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn đếm 3, 2, 1 để cho các bạn đi tìm xem là mình có tìm được không nha. Đúng rồi, các bạn, bạn tìm đi. Tìm đi. 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ. Mình hành tìm được chưa? Từ từ, bây giờ chúng ta phải xoay cả góc nhìn này để tìm Larry nữa. Không thì sẽ rất là khó. Anh nghĩ là Larry đã trốn ở đâu ạ? Đây không? Không phải. Không, không, không. Bỏ ra đi, bỏ ra đi. Khó phết các bạn ạ. Nhưng mà Larry có một đặc điểm là rất nhỏ con. Đây, Larry đây. Ờ, không phải. Ông, cái thằng này giống Larry. Không phải Larry. Larry không có răng thưa như thế. Đâu ta? Khó phết các bạn ạ, mình đang mò mò. Ôi, Huy ơi. Ê, em bé xuống răng đi ra đường này. Đây, Larry, đây. Ờ, đây, ôi giời. Nếu mà mình ở góc khác mình sẽ bị khuất cái nhà mình không thấy các bạn. Đây rồi, Larry rồi. Ha, thấy bạn mình nha. Đấy nha, tí nữa mình bị lừa các bạn ạ. Larry răng thưa với lại Larry răng khít. Larry bụng bự và Larry bụng con. Rồi. Ôi trời ơi. Đây có phải Larry đấy không? Không phải. Không, vẫn là Larry răng thưa. Anh hay nhìn nhầm cái thằng đấy thế nhở? Đổi góc Larry nhìn đi các bạn. Larry là cái đứa mà không không nhún nhảy ấy. Nói, nếu mà nó nhún nhảy thì không phải Larry đâu. Thằng này còn chui dưới lòng đất. Hết cứu các bạn ạ. Larry đâu? Đây. Không, vẫn là thằng đấy mà, vẫn nhầm các bạn. Đồ ăn hại. Đông quá, chả biết khuất mấy gốc cây kìa. Vì lá nào tìm thấy. You ôi, bấm linh tinh các bạn ạ. À, chiến thuật mới, bấm linh tinh. Bấm linh tinh á? Tại là cái góc cái khuất, anh thấy có nhiều chỏm tóc, anh bấm bừa vào đấy, anh ngờ thấy Larry. Ôi. Larry ơi, bạn đâu? Bấm linh tinh kìa. Ôi, im, im. Bấm linh tìm, bấm linh tìm, bấm linh tìm, bấm linh tìm, bấm linh tìm. Chị giống ốc. Vậy chị giống ốc. Có khi nào Larry đang trốn ở góc nhà đấy không nhỉ? Đây. Đấy. Đúng Larry. Không. Đứa tóc hồng nãy nhúng lên trên mặt đất. Đây Larry đúng không? Không. Không phải các bạn ạ. Đứa tóc hồng, Larry tóc đỏ. Chúng ta chỉ xoay được hai góc thôi các bạn. Đây. Đây rồi. Ốc tình ấy, ốc tình ấy. Rồi. Are you following me? Đúng rồi, mình đang theo bạn mà, bạn mình là bạn cũ mà. Tại sao bạn nó như kiểu nó đang hỏi mình tại sao cứ theo nó? Ủa, thế bọn mình là bạn cũ mà. Bạn cũ. Bạn không muốn gặp lại mình à? Mình đang tìm bạn để hồi Huyên kể lại những câu chuyện. Hàn Huyên, hồi Huyên rồi. Ôi, anh rút tiếng Anh, anh rút cả tiếng Việt à? Đây, thấy vừa ra đi đúng không? Đúng rồi, nhìn thấy ở đâu? Ông không nhìn được đâu mà. Đây nè. Bây giờ nhanh ấy, nhìn nhanh ấy. Tích vào. Ở đây là thành phố rất nhiều người các bạn. Có cả siêu thị rồi các thứ luôn. Nhưng mà anh thấy dường như Larry đang muốn trốn mình ấy, không cho mình tìm thấy. Tại sao lại phải trốn? Hay là Larry đang là tội phạm truy nã? What the hell? Thì tự nhiên cứ trốn mình làm gì nhỉ? Tiếp đi. Mình sẽ phải đi tìm câu chuyện này. Nói chung là đợi thêm dữ kiện chúng ta sẽ biết tại sao mình phải đi tìm Larry và Larry tại sao cứ phải trốn mình mà không chịu ra gặp mình. Cái gì ấy? Đen thui lùi hết, zoom ra nào. Từ đây là gì? Một cái lệnh truy nã một tên nào đấy nhưng không phải Larry các bạn. Mặt khác thì rất nhiều bóng đen. Hình như đang có một vụ án gì đấy, rất nhiều xe cảnh sát ở đây các bạn ơi. Đúng rồi. Hotel đang quay quanh một cái nhà các bạn ơi, đây một cái nhà ở giữa này, đây cái nhà này. Không đâu, nhiều lắm ở đây, như kiểu có nhiều vụ án mạng hay sao á. Và tên này chính là tên đang được truy nã các bạn ơi. Ôi, giết người hàng loạt. Thế sao đen hết thế? Sao lạ nhỉ? Nhưng mà khi mà mình tắt cái chế độ zoom ra lại thấy bình thường. Thế bình thường rồi. Thì chứng tỏ đang có một điều gì đấy. Hay là Larry là người bị truy nã nên nó mới phải trốn đấy. Larry đang gây ra vụ án gì đấy mà cả thành phố này. Xoay đi, mình phải tìm được ra Larry. Larry ơi, có phải bạn là tội phạm truy nã đúng không? Mình tìm bạn đấy nhá, mình báo công an nhá. Bạn đâu rồi? Ở đây đúng không? Không. Larry ơi. Toàn là Larry thằng mồm to đấy. Larry là cái đứa nó không nhún. Đấy phải Larry không? Không. Toàn nhầm cái thằng đấy thôi, cực cay các bạn. Đó nhờ. Đây. Trời ơi, lấp ló.
Rất là khó luôn các bạn ạ. Bởi vì Thành giỏi quá, nhìn cái chỏm đầu không tìm được. Ô nhưng mà mắt của Larry đang đảo đảo này. Đang sợ hãi. Kiểu này, đúng không? Kiểu như kiểu là nhìn xem có người nào theo dõi mình không á. Thằng này đầu to óc bằng quả nho. Lực sĩ ấy. Lực sĩ à? Đây là gì? Bụng sĩ à? Nhiều người trông buồn cười lắm các bạn ơi. Nhưng mà chưa thấy Larry ở đâu. Ông để ý này, có tự nhiên có những cái bóng đen đen ở trên nóc nhà này là ai á? Bóng ma anh Quốc à? Này, tên này đang theo dõi mình hay theo dõi Larry hay là nó đang theo dõi cái thứ gì ở trong thành phố này á? Cái này góc ban đầu. Chỉ xoay được hai góc thôi các bạn ạ. Lần này mình không xoay được nhiều. Là Larry nào? Không phải. Nhìn kỹ hôm nào ốc. Đằng sau này không phải Larry các bạn ạ. Kỹ lắm rồi. Khó thế nhỉ? Hay Larry ở trong góc này? Ủa? Thế thì phải à, xoay. Thấy rồi. Phải không nhỉ? Bấm linh tinh vào đây nào. Thế này mà sao mà tìm được Larry? Ôi giời ơi, Larry ơi, bạn ở đâu? Trốn kỹ thế. Ai dạy, đố ốc và các bạn nhìn thấy Larry đang ở đâu luôn đấy, anh thấy rồi. Đây à? Đúng rồi. Larry ở trong nhà các bạn. Thế là gì chịu, mình không để ý là không ấy được, bây giờ trốn cả vào trong nhà luôn rồi. Thấy rồi nha. Nó bảo mình đi đi kìa. Cút đi, sao có thể tìm tôi? Ra ngoài. Ôi ôi, thành phố bị xâm chiếm bởi xã hội đen. Toàn xã hội đen, xã hội thâm, toàn mặc vest các kiểu đồ các bạn, xách vali luôn, đeo kính râm, trông như mấy đứa hầm ạ. Larry ngụy trang à? Anh lại thấy rất nhiều những bóng đen trên tòa nhà không, thấy không? Bóng mà anh Quốc đấy. Mà anh Quốc cái gì? Mà hiện ra. Ui, ba, tòa nhà nào cũng có luôn. Tòa nhà nào cũng có con đấy luôn. Larry ở đâu? Này, đúng ra phải dễ nhìn thấy Larry chứ ta. Đây rồi, các thấy chưa? Trốn dưới cái cây này. Thấy rồi nha. Trốn à? Hãy dừng việc theo dõi tôi đi, hoặc là tôi sẽ gọi Fuzz đấy. Gọi cảnh sát thì gọi cái gì đấy các bạn ạ? Fuzz là gì? Fuzz. Chắc là gọi cảnh sát đó. Fuzz là thám tử các bạn ạ. Gọi cho thám tử, nói chung là gọi cho cảnh sát thám tử gì đấy. Tiếp tục, tôi vẫn tiếp tục tìm. Ông là đây luôn. Thế lê. Đây, các bạn nhìn rõ. Hello Larry. Trốn làm sao? Trốn à? Giúp tôi với, có ai không? Có một người cứ theo dõi tôi. Tôi là, mình là bạn mà. Mình là bạn mà. Mình đã phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà. Đúng rồi. Như kiểu hai đứa mình đang chơi trốn tìm ấy các bạn. Đúng rồi. Một đứa đi chuyên đi trốn, một đứa chuyên đi tìm. Mì lắm dưới. Rồi bây giờ là ở đâu đây? Dưới gốc cây mì lắm. Ồ, có xe. Đừng bảo nó trốn trong xe thì thôi đấy. Thấy rồi, đài ngay xe thì nó. Đây. Tòa này đứng dễ thế. Đứng thì đứng ở đây, tao ở đây à? Đây rồi các bạn. Thôi đi, tìm nó đi, tìm ra nó đi. Nó chạy chạy. You found Larry. Làm ơn đừng theo dõi tôi. Cứ theo. Mình phải theo để xem chuyện gì sẽ xảy ra và nói chung cốt truyện game này là gì. Đây Larry đây, đứng sau bà mũi đỏ này. Đây là siêu thị à? Một cái trung tâm thương mại, một cái mall. Mình thích đi trung tâm thương mại lắm các bạn ạ. Mình có thể ở trong đấy hàng ngày. Thấy luôn Larry. Trốn đi đâu được hả bạn? Tôi là thánh thiên lý nhãn nhìn hết được không? Rồi. Đây. Đóng giả vào cửa hàng mặt nạ. Trời ơi, thấy rồi. Quá bình thường luôn. Nhưng mà kể ra nếu mà các bạn không để ý, các bạn cứ tìm ở ngoài này thì đúng là không biết tìm đến bao giờ luôn. Tự nhiên mình chiếu vào mình nhìn thấy. Quá dễ nha, vô luôn. Góc này không được các bạn. Ok, phải ra gì nha. Trốn trong cửa hàng Halloween mặt nạ. Tiếp. Không trốn được đâu, cứ bình tĩnh. Bạn trốn đâu tôi tìm ra bạn hết. Đừng tìm Larry nữa. Này nó thấy đâu. Larry đâu? Đây, Larry đứng ở sau toilet. Rồi ok thấy. Đây các bạn này. Larry làm sao trốn khỏi bên của Thành và ốc được hai con mắt tổng cộng? 6. Ốc 4 con mắt là 6 con mắt. Hai cái kính được tính là một con mắt đấy các bạn. Đúng rồi, tiếp. Larry chạy không kịp rồi. Ồ, này mình đi vào nhà vệ sinh rồi. Ôi, có án mạng. Ôi, biết ngay mà. Câu chuyện đen tối ghê. Là mình soi kính núp, mình thấy có rất nhiều vệt máu ở đây, chứng tỏ là có một vụ án gì đấy. Và cảnh sát đã
quay lại hiện trường. Quay lại hiện trường. Thì... một người bị sát hại và bạn này trông có vẻ như bị lột hết da mặt ra rồi. Và bị đấm cho gãy răng. Ừ, gãy răng rồi các bạn. Mở hết các cửa ra, Larry chắc chắn trốn trong đấy. Trốn à? Ôi, lại là... nhìn, thì... nhìn giống Larry lắm. Ờ, thì... tại sao Larry phải trốn? Ơ, lại bình thường rồi ốc ơi. Ừ. Buồn ỉa. Buồn ỉa. Anh... sao lại đi xem ông lại đi vệ sinh? Ông ơi tụt quần ra kinh quá, baby thành kinh quá. À, tôi xin lỗi ông nhé. À đây Larry đây. Nhầm. Larry đây. You found Larry. Ui. Nó bảo là mình có phải là mình đi cùng chúng không? Hãy để ông ấy một mình đi. Chúng là ai? Đi cùng bọn chúng là ai? Bọn chúng là ai? Là bọn truy đuổi ông này đấy. Chính là cái bọn áo đen. Ừ. Chính là bọn áo đen. Hóa ra bọn áo đen không phải theo dõi mình mà theo dõi cái ông này. Ừ. Và ông này đang nghĩ là mình theo dõi và luôn bắt được ông đấy. Bắt ông đấy để... thì ông ấy cứ bỏ trốn thôi. Ừ. Mình đang tìm ông đấy hộ cái bọn áo đen kia. Nhưng không phải đâu, mình là bạn cũ mà. Ừ. Đi. Nhưng mà rốt cuộc là Larry là người xấu hay là người tốt? Nhưng cái trong ảnh truy nã thì không phải là mặt của Larry. Chụp góc gần nó mày đó. Thêm đi thêm để thêm dữ kiện để giải mã câu chuyện. Larry trong ô tô. Ờ, thấy luôn này. Tìm luôn nhanh lên, mình cầu tổ giữa chuyện này. You found Larry. Next. Ôi trời ơi, khó thế. À, không phải. Được rồi. Đây. Thấy luôn Larry. Không thể nào mà trốn khỏi Baby Thành và ốc đâu. Next. Mình cũng hay thật, mình chĩa phát vào đấy, mình biết đứng ở đấy luôn. Vũ nổ, Larry sợ quá đây này. Tăng kẹt xe ở đây rồi, không nhích nhích được. Nghĩa là Larry lại tiếp tục lên xe ô tô từ siêu thị để bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của mình, sự tìm kiếm của mình. Và đến đây thì xe, đây, tai nạn. Xe của Larry bị tai nạn. Đâm thẳng vào cột đèn. Đúng rồi, và Larry đang đứng ở đây. Rồi xong luôn. Tại sao Larry lại phải bỏ chạy một cách hoảng hốt như thế nhỉ? Thấy bạn nhé. Yeah, Larry cứ trốn này. Nói chung game này đang ẩn chứa một cái gì đấy. Đây, rất là Larry ở giữa một bí cái những cái tòa nhà màu đen đen. Ờ, cái này thì ai chả thấy, nhưng mà dần dần mình cảm thấy là đang rất là dễ tìm nhá. Ừ. Kiểu Larry đang trốn đến nơi bỏ hoang mà không ai đến ấy. Đúng rồi. Này, trốn này. Toàn những gọi là bóng ngoại quốc. Rất nhiều bóng đen ở trên tòa nhà. Ừ. Ở Larry ở đâu? Quay tiếp đi. Có Larry ở đâu? Thùng rác, chắc thùng rác ở đây có Larry. Bị điên à? Trời mưa. Larry. Chớp đùng đùng, Larry chạy trốn. Bỏ kính râm ra. Không bỏ được. Hả? Thế tìm kiểu gì? Nó đang bắt mình phải nhìn bằng kính. Ủa? Gì? Nhìn giữa đi, giữa đường đi, giữa đường. Oh, một chiếc ô tô đi thế. Drift đang đuổi theo Larry. Drift là cái gì? Ôi, bốn đứa áo đen. Larry vừa chạy vào trong cái hẻm này rồi các bạn ơi. Ủa sao vậy? Hóa ra những người áo đen này đang truy đuổi Larry. Và Larry đang nghĩ là mình theo hội áo đen này để bắt Larry. Không, chúng tôi là người tốt, chúng tôi sẽ cứu bạn. Cái gì ấy? Cái bọn áo đen đó là hình này. Nó đu lên cái ống nhỏ của mình. Kinh quá, sao lại có vẻ rất kinh dị. Ôi. Rũ ra được. Đã, rồi. Hết rồi các bạn ơi. Giết cả mình. Thì ai hút thuốc à? Ồ, trông bọn này trông như bọn xấu á. Chứ bọn xấu thì gì nữa, nhìn nó xấu vậy. Ờ, mặc áo đen, hóa ra bọn áo đen chính là đội này. Lưu ý là bạn phải giữ cái ánh, tức là mình phải nhắm mắt vào. Nhắm mắt thì nhìn cái gì? Nhưng không, chúng tôi sẽ không, vẫn sẽ nhìn. Chúng ta cũng rất thích tìm người. Baby Thành ạ, à, nhận ra chưa hả cái con chuột nhắt này? Không phải, hay là đang nói Larry là con chuột nhắt chuyên đi trốn lủi chứ rồi, phải nói nhận mình ra cái con chuột nhắt này rồi. Đây rồi, ui dồi ôi. Đấy, đang truy bắt Larry đấy. À.
Như đây đây tờ báo là tờ báo viết về cái gì đấy ông? Tờ báo này là tờ báo Middlewood Times, tức là nó giống như là những cái sự kiện xảy ra ở trong cái khu Middlewood đó các bạn ạ. Một cái gã rất là tử tế là Larry đấy, once again lại là một lần nữa. Nói chung là chữ nó hơi nhòe, mình hơi khó đọc các bạn ạ. Tôi biết anh ta rất là thân, rất là gần rồi. Tôi có thể ngửi thấy, ta có thể ngửi thấy mùi của anh ta. Mùi của Larry. Chúng ta giống như một cái, chúng ta giống như một cái gì đấy với Larry. Như kiểu một nỗi ám ảnh. Ờ, chắc là một nỗi ám ảnh vì Larry luôn phải bỏ trốn. Luôn phải bỏ trốn tụi mình. Đúng rồi. Anh ta là một SOB, nhưng mà là một SOB không được vững vàng. Tức là kiểu mình không hiểu lắm SOB là gì, chắc hiểu. Đã được chứng minh là rất khó để có thể theo dõi các bạn ạ. Chuyên trốn chui trốn lủi thì đúng làm rồi. Sao mà tìm được. Nhưng bạn dường như đã làm điều này rất là tốt. Tức là ông đang khen mình. Mình tìm Larry rất tốt. Tìm rất nhanh. Hãy tiếp tục là cái đuôi của anh ta. Tức là chúng ta hãy tiếp tục theo dõi Larry đấy. Và nếu mà mình biết đấy, nếu mình biết cái gì là tốt cho mình, vậy là nếu mà mình theo dõi thì sẽ tốt cho mình. Và nếu mình không theo dõi là hắn ta khử mình. À thế là ban đầu tụi mình không phải là phe của cái bọn áo đen này. Nhưng vì mình tìm Larry, bạn của mình rất là giỏi, nên bây giờ ông này đang muốn kéo mình về phe của ông đấy. Rồi, và nếu mình không phản diện. Ừ, nếu mình không làm việc cho ông này thì ông này sẽ xử mình. Đúng rồi. Túm lại là thế các bạn. Ok. Mình sẽ vẫn là dẫn đầu. Vẫn phải đi tìm cái Larry. Tên Larry. Mình bây giờ mình sẽ dẫn bọn này đi tìm Larry. Rồi, hỏi chấm. Larry không ở đây. Tiếp theo đi, Larry không ở đây rồi. Larry chạy trốn thoát khỏi cái map này rồi. Ôi giời, tối om ơi. Tối om ơi. Không thấy cái gì. Bây giờ tìm Larry ở đâu? Ô, tìm ở trong thùng rác các bạn. Ừ. Thế là tìm thùng rác rồi. Nhìn xem nào. Ngoài thùng rác thì không thấy cái gì cả. Cái gì đấy? Mấy cái vạch đỏ ấy. Mấy đứa nó graffiti rồi đấy. Vẽ thôi các bạn. Ủa, đi bới thùng rác à? Larry cũng không ở đây các bạn ạ. Ờ. Tiếp. Larry trốn ở đâu? Lại thùng rác thôi. Ôi, có những cái biển hiệu các bạn ạ. Larry bạn ở đâu? Nhưng anh nghĩ chắc chắn Larry trốn trong thùng rác. Nếu không trốn ở thùng rác phát là mình xoay xoay này mình nhìn thấy luôn các bạn. Thấy chưa? Chưa. Anh thùng rác kia chưa mở kìa. Đây này. Đây này. Tối quá đâm ra khó nhìn các bạn. Larry cũng không ở không đây. Không ở đây. Larry trốn ở đâu thế? Cả một cái thành phố rộng này tìm bao giờ? Mình phải tìm thấy Larry thôi, nếu không ông ấy khử mình chết tôi. Đây là hai màn đầu tiên mà mình chưa tìm thấy Larry các bạn ạ. Để có mỗi một thùng rác ở đây này. Đừng bảo Larry ở đây nhá. Ở đây đống phế liệu xe hỏng. Ô, Larry ở đây thật rồi, anh nghĩ thế. Mở đi. Larry đây. Ừ. Larry đang cầu xin mình à? Nó khóc. Bạn đã nhìn thấy chúng có đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nghe này. Chúng. Chúng đã bắt gia đình của tôi. Chúng cũng bắt tôi. Tôi không biết chúng đang muốn làm cái gì. Và bây giờ chúng đang đến với tôi, đang đến chỗ tôi rồi. Tôi sẽ phải đi bất kỳ đâu. Chúng luôn luôn theo tôi. Chúng sẽ không dừng lại đâu. Không 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 không. Không còn lối thoát nữa rồi. Giúp tôi với. Ủa, thế là Larry là người tốt à? Nói chung ai chả là người tốt trong câu chuyện của chính mình. Đạo lý đấy các bạn ạ. Nói chung là Larry đang bảo là gia đình của Larry cũng bị theo dõi, bị bọn kia theo dõi các thứ luôn. Bị bắt rồi, bắt rồi. Bị bắt luôn rồi. Giờ mình có giúp thế Larry. Bọn áo đen, trông cái ông trùm áo đen thì trông có vẻ hơi người xấu, hút xì gà, ông đeo kính râm. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ trông cũng hơi giống điệp viên. Rất khó. Đúng, trông rất là cảnh sát ngầm, cảnh sát chìm. Tôi chỉ muốn chết thôi. Nhưng mà các bạn nhá, nghe giọng của Larry nghe như một con ác quỷ ấy. Thế bây giờ mình vẫn bắt Larry vào. Nhưng mà nếu mà mình không làm theo lời của áo đen, áo đen nó cũng xử mình mà. Rồi. Đây rồi, Larry đang ánh mắt liếc sang bên này rồi. Chúng đến rồi. Thấy không, các bạn nghe giọng của Larry trông như nghe như giọng quỷ ạ.
26 Sơn La chào anh em nhá. Nhưng mà bây giờ mình một là mình bị xử, hai là nó đến rồi. Là báo là đi. Báo là đi thôi các bạn ơi. Không là mình sẽ bị xử đấy. Đúng rồi. Báo đi. Báo ôi, đi. Ông lại chùm. Đến nhá. Báo rồi mà, ông đấy ông chùm đến rồi. Hãy chỉ ra chỗ mà Larry trốn đi. You found Larry. Rồi đúng sao? Rồi. Larry khóc nhè luôn. Bắt mà sao? Bị bắt rồi các bạn ơi. Liệu có bị bắt dễ dàng hay không? Không, Larry vẫn chạy trốn. Larry xuống gọi là 18 tầng địa ngục rồi. Larry chắc đang xài filter TikTok. Không phải filter TikTok mà Larry chạy trốn vào trong cái quán bar này. À quán bar. Vì lúc ấy mình bên ngoài thấy rất nhiều đèn nhấp nháy mà. Mình tưởng 18 tầng địa ngục các bạn. Ủa, đây có những cái lồng này. Đây bối là... cảnh thôi, trang trí Larry, thôi. Larry đứng ở đâu ông nhìn không? Đây. Đứng ở giữa đi thì ai nhìn thấy Larry. Tiếp. Trốn làm sao được hả bạn? Ôi trời ơi. Các bạn nhìn đi, Larry ở đâu? Larry ở đâu? Nhìn muốn cận thị luôn các bạn ạ. Quay góc này. Không phải. Để góc tường nhé. Ờ, để góc tường thôi. Đây này, nhìn này. Đây là xích à? Ờ. Thế thì không phải. Thế là Larry trốn ở trong đống này à? Ờ. Tìm đi. Về xoay kỹ. Ô mình tìm Larry thôi. Anh bấm linh tinh các bạn. Ôi nhưng mà Larry khuôn mặt khiếp hãi không các bạn ơi. Ờ khiếp hãi chứ. Đợt đông cái này mà không nhận ra. Trốn vào ba club đông người như thế này đang nhảy thực sinh mà vẫn bị mình tìm ra. Ôi ba bắp gì mà lại là nhốt người trong lồng này. Ôi ôi các cô em mèo đen. Ôi nhưng có vết máu các bạn ơi. Có vết máu. Thì nó chỉ là cái concept thôi. Concept à? Ừ. Thốn kỹ rồi đấy các bạn ạ. Cái này nó còn nhấp nháy áo, quần áo nó mình rất khó nhìn. Mình nghĩ chúng ta lại áp dụng phương pháp chó linh tinh. Ừ, chó linh tinh à. Tìm đi á. Larry. Câu chuyện sắp được hé lộ rồi, cố gắng tìm Larry đi. Nhạc thì sập sình đấy, nhưng mà tìm một đứa ở đây. Đây. Ôi giời ơi, may là ông nhìn thấy các bạn ạ, trốn tận đây. Khi mình zoom lên mình lại càng không thấy các bạn. Đúng ạ, rồi. Mình nó bị che. Rất là khó luôn các bạn ơi. Rồi ok, thấy Larry rồi. Ồ Larry chạy vào rừng luôn à. Larry chạy vào khu cắm trại à? Ờ. Tìm thấy luôn, lên bắt luôn đi. Bắt luôn. Bye, have a great time. Chạy à? You found Larry. Rồi chạy đi đâu? Bạn không chạy đi đâu. Bạn không thể thoát được tôi đâu. Đâu rồi? Tối thế. Tối quá. Đây. Larry, mình vừa nhìn thấy Larry, zoom vào. Larry vừa chạy xong. Đây. Đấy, đúng rồi. You found Larry. Chạy làm nó sao chạy. Được. Chạy vào so. Đấy, Larry đang chạy vào những cái khu tối tăm các bạn ạ. Larry. Ờ, này nhìn rõ mà. Bắt luôn, không nói nhiều. Đấy rồi. Ôi, ông chủ, vâng, sếp ơi, em vẫn tìm được Larry, sếp ạ. Good job. Đúng rồi, ông khen mình làm việc rất tốt. Làm tốt đấy. Kẻ ngốc nghếch thường chạy vào những tòa nhà và đi lên trên đầu tiên, đi lên trên nóc. Đúng không? Chúng ta sẽ đặt bẫy ở trên nóc nhà vào buổi đêm và chúng ta có thể bắn anh ta một cách gọn gàng sạch sẽ. Ồ, thế là bây giờ mình phải xử bắn tỉa, Larry. Bắn tỉa từ trên nóc nhà. Bu. Cầm lấy đi. Ô, đưa khẩu súng rồi, đưa súng rồi. Bắn luôn. Rồi. Một quả súng bắn tỉa chúng ta có 50 đầu đạn các bạn ạ, đúng không? Ờ. Tiếp theo các bạn ơi, có súng rồi. Larry bỏ chạy, quán em mình được làm xạ thủ, đầu không hề chảy mủ rồi. Rồi. Dùng súng ngắm để bắn. Đúng rồi. Rồi Larry chạy lên một cái tòa nhà rất là cao. Ừ. Ôi, Larry ơi. Chạy sao được? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Anh là xạ thủ cái gì nữa? Anh bắn trúng Larry rồi. Ừ. Mình nhìn thấy vết máu. Ô Larry chưa hy sinh các bạn. Thế bây giờ có bắn được không? Larry à? Có bắn được không? Điếm xem Larry nói gì đã. Mày là đồ khốn. À... đồ mất dạy. À, Larry chửi mình. Rồi Larry rơi xuống khỏi tòa nhà cao tầng. Rồi chị sẽ xảy ra tiếp theo. Larry đang rơi xuống. Bụp. Và bọn rơi vào đen. Rơi vào bụi cây sao? Ừ, nhưng bọn mà áo đen bắt được. Bọn áo đen đang đợi sẵn ở dưới chứ chưa bắt được. Larry rơi vào dưới. Khử luôn thằng này. Ông ấy nói là làm tốt lắm. Ừ. Khử luôn.
Không bắn được, khử cái gì mà khử. Khử nó ra dùng súng con bắn được. Bây giờ em bắn được một đứa, 10 đứa đấy nó chĩa vào đầu em, nó bắn em rụng đấy, ngáo thật đấy các bạn. Ông này đang bảo mình là làm tốt lắm, đã khử được Telari. Đúng rồi. Mình tức là mày không biết là bọn tao đã phải mất bao lâu để tìm kiếm cái thằng chết tiệt này. Ôi, giơ súng bắn. Chúng ta đã đặt bẫy bây giờ, không thoát được đâu con trai. To be continue. Đang nói với Larry là mày không thoát được đâu, này này mày chết chắc rồi. Đúng rồi. Mày cứ trốn đã đủ rồi. Trốn đã quá là lâu rồi. Đúng rồi. Tao đã dành cả cuộc đời, nửa cuộc đời tao để đi săn lùng mày. Nghe căng thẳng vậy. Nghe căng quá. Giống tiếp. Như kiểu một là hai người này có thù địch rất là lâu. Tiếp. Hết giờ rồi. Willie Mack, thích ít đọc lại cái gì đấy. Mày là đứa con trai là một để bíp từ con điếm nhé. Ừ. Rồi. Hoặc là sau ốc không cần phải gì, ốc bảo chửi. Quay. Ông ấy đang chửi nó đấy các bạn ạ. Khi tao nghe được rằng là thám tử đã bắt được mày và đặt mày ở phía sau quán bar. Quán bar hoặc là một cái thanh gì đấy, cái gì nói chung túm túm lại là sau một cái gì đấy các bạn. Nói chung là giấu mình đi, thế, hiểu là như thế. Thế là Larry là người xấu thì thám tử mới bắt, chứ thường thám tử không bắt người bình thường. Không, thám tử bắt tất cả những người nào mà có thể bắt được, chỉ cần cho tiền thôi. Và đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tao. Bởi vì tao đã nghĩ rằng khoảnh khắc đó tao sẽ không bao giờ đến. Cái khoảnh khắc nơi mà tao đã đặt một cái viên đạn xuyên qua cái sọ, gọi là cái sọ bệnh hoạn của mày. Thế anh nghĩ là Larry là người xấu các bạn ạ. Rồi. Và đây là đội thám tử đang đi bắt Larry, nhưng mà Larry có vẻ lẩn trốn rất là giỏi. Nếu không nhờ mình là không bắt được Larry đâu. Nói nhiều thế bắn đi. Larry vừa rơi vào cái bụi gì, bụi cây. Rồi, tự nhiên rung rung súng rồi. Rung 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 rung. Động đất. Không phải động đất, có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tiếng Larry đấy. Ui, có sao? Ui, một trận hỗn chiến xảy ra. Ông lại thua. Xin không chuyển phát đảo các bạn ơi. Quá kinh luôn các bạn ạ. Cắt đôi đầu như kiểu cắt đôi nỗi sầu ấy à. Cắt đôi nỗi sầu. Anh vung tay cắt đôi nỗi sầu. Nỗi sầu luôn. Sao? Tất cả những thám tử ở đây đều bị Larry xử rồi các bạn ơi. Thế thì còn lại mình. Và các bạn để ý Larry đuôi biến thành khuôn mặt trông nhã quỷ, chạy rất là nhanh nhá, súng bắn mà Larry còn chạy lách 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 qua lách lách qua cả chỗ mà đạn bắn cũng không kịp vào người Larry, để Larry xiên mấy thám tử luôn mà. Thế giờ mình có nên bắt Larry không? Không, Larry xiên mình đấy. Căng quá các bạn ơi. Thế anh nghĩ là cái khuôn mặt cuối cùng kia Larry chứng tỏ Larry là một người xấu, một tên ác quỷ. Đúng rồi. Hóa ra bạn mình từ trước tới đây là ác quỷ à? Nhưng anh không nghĩ vậy. Để xem còn có gì hé lộ nữa không nha các bạn. Một bóng đen ở chỗ này chạy đi. Chết rồi. Đây là cái gì? Cái đầu. Trông như cả một cái mặt nạ, không phải cái đầu. Rùi bay à? Một cái mặt nạ da người. Ui, đây chính là khuôn mặt của cái tên. Đúng rồi, cái tên bị truy nã. Ngươi không thể để ta ở lại một mình à? Ngươi không buông tha cho ta. Anh dần hiểu rồi. Thế kia không phải là Larry bạn mình. Mà ông này đeo cái mặt nạ da người. Thế chứng tỏ bạn mình đã bị ông này sát hại và lột da mặt ra để làm mặt nạ trong này. Rồi. Và anh nghĩ cái vụ án ở trong toilet, cái người mà ngồi trong toilet mà thấy mỗi bộ xương bộ mà ở đấy chính là bạn mình và bị ông này lột ra mặt ra để làm mặt nạ trong đấy, để ông ấy sống một cuộc sống của một người khác tên là Larry là bạn mình. Hỏng rồi. Tiêu diệt ông này. Vì ông này bị truy nã nên ông cần phải có một cái khuôn mặt, một hình dạng mới để sống như người bình thường, nhưng không ngờ lại là mình lại là người quen của người Larry. Quen Larry cứ đi tìm Larry và ông này cứ bị tìm nhiều quá, ông ấy cảm thấy khó chịu và bây giờ ông ấy lột mặt nạ ra. Rồi ông sắp chết. Ông chết xử mình rồi. Larry, đấy là tao. Tao là bạn mày từ trường cấp 3 cơ mà. Rồi sao nhìn cái mặt, nhìn cái màu kinh dị với cả cái. Tiếp đi. Cả kỹ năng của ông. Cười, đó. Ha. Thì chứng tỏ ông này không phải Larry. Tiếp, chẳng có nói gì.
Mặc dù ta đã có những thứ rất là tốt, nhưng mà ngươi cứ đến đây và làm phá hủy tất cả mọi thứ. Ta đã làm tốt mọi thứ, tức là ông đã tốt đấy, cái việc gọi là đóng giả Larry đã rất là tốt rồi đấy. Và ông sống cuộc sống ra bình thường thì mình lại đến. Đúng rồi. Hãy nhìn đi, ta cần một nơi mới để trốn. Sẽ giết mình và lột da mặt của mình. Và là ông ấy là một nơi mới để trốn, tức là mình đó. Thôi xong rồi, mình sẽ trở... ẩn dụ chưa? Mình ông lột da mặt mình ra rồi mình trở thành mặt nạ trong đấy. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Thôi xong rồi. Nứt cái kính rồi. Thôi xong rồi. Rồi rồi. Thôi cứu các bạn ơi, cứu. Di chuyển thế nào? Rồi bây giờ mình rơi xuống thế giới của ông đấy rồi. Xong rồi, chạy đi. Bị lôi xuống đây luôn rồi. Cứ ở trên mà dùng kính núp. Bây giờ là ông lôi xuống thế giới này luôn rồi. Lửa cháy, không trốn được đâu. Xin lĩnh biệt cụ. Một cái team mới đến với thị trấn rất là yên bình Middlewood vào buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Rồi thế vậy là mình đã bị xử đẹp rồi các bạn. Nơi mà có cái người cái gọi là cái có cái cơ thể người đàn ông không được nhận dạng ấy thì đã được tìm kiếm ra vào ngày hôm nay ở trong công viên của Middlewood. Rồi xong, không nhận được dạng là bị lột da mặt rồi đấy. Đúng rồi. Và bây giờ các bạn biết cái cục. Cảnh sát đã bao vây công viên và đã bắt đầu tìm những cái túi rác và thậm chí là đã có tìm ra một cái túi được chôn ở dưới mặt đất các bạn ạ. Kinh quá. Trash bags containing severed body. Tất nhiên rồi, cái túi rác đó chứa những phần của cơ thể người. Toàn nhưng mà ở Việt Nam người ta gọi là thùng rác. Thì ở đây là gọi là túi rác. Cái nỗ lực để có thể xác định rằng danh tính của nạn nhân này thì rất là khó các bạn ạ. Bởi vì là khuôn mặt đã hoàn toàn bị lột bỏ rồi. Và mọi dấu vết đã bị xóa các bạn ạ. Nghĩa là không còn gì ở đây đấy. Thì rồi tên kia lại lấy da mặt của mình đi làm mặt nạ rồi. Cảnh sát đã hỏi bất kỳ người nào mà có gọi là chút thông tin và chẳng có một ai có thể nghe được hay là nhìn thấy một cái gì ở trong công viên Middle Park giữa cái khoảng thời gian từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng các bạn ạ. The extreme graphic nature of this crime bears an uncanny resemblance to the Willie Mack murders that haunted the town for many years. Cái này mình sẽ dùng Google dịch nha để dịch cho nó đúng này. Bản chất những cái hành động, những cái biểu hiện rất là cực đoan như thế này thì nó rất là giống với cái vụ giết người Willie Mack ám ảnh thị trấn này rất là nhiều năm về trước các bạn ạ. Tức là cái cách thi hành, cái thực hành, cái gọi là cái cách mà hung thủ hành động ấy nó rất là giống với cái những vụ án xảy ra trước đây. Đấy. Chính là cái vụ án trong nhà vệ sinh đó các bạn. Willie Mack, notorious Willie for the murder and mutilation of 17 people between 1996 and 1999. Đấy, chính là cái tên này này. Tên này thì đã giết đến 17 người từ năm 1996 đến năm 1999 các bạn ạ. Đấy, nói chung là cũng có rất là nhiều những cái graphic để truy nã tên này nhưng mà đều không tìm được. Đúng rồi, vì ông ấy giết người toàn lột da mặt ra xong rồi đắp vào mặt ông đấy thì ông ấy trở thành người khác, ai mà biết được ông ấy cái hình dạng này đâu. Nhưng vào năm 2001 anh ta lại xuất hiện và bị bắt và tù. Mặc dù vậy thì chỉ vào cuối năm ngoái thì ông Mark này ông ấy đã chết. Và khi mà vận chuyển cái thi thể của ông này ấy, thì hình như là thi thể của ông này đã bị thất lạc. Cảnh sát Middlewood thì đã nhanh chóng gọi là xử lý cái vụ việc này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi đến Tom cho thời tiết. Đây là phóng viên thời tiết các bạn ạ. Ok, Tom bắt đầu nói thời tiết đi. Thời tiết là tôi rất ghét cái công việc là phóng viên thời tiết. Thời tiết hôm nay tôi rất ghét công việc của tôi. Rồi. Tom ơi, đọc đúng kịch bản em ơi. Đừng có lại ghét hay không ghét nữa, đọc kịch bản đi. Nhưng chỗ này nhiệt độ 26 độ rồi, cười. Ok, cảm ơn Jerry. Tôi sẽ nói rằng đây là một ngày rất là đẹp trời, mặc dù có một chút sương mù. Nhưng chúng ta... Ủa rồi, hết game luôn các bạn ạ. Rất là hay. Có khi nào cái anh phóng viên thời tiết đấy chính là cái tên sát nhân đấy không nhỉ? Đúng rồi. Anh nghĩ thế. Với khuôn mặt lúc sau ông bảo là rất ghét công việc này. Hai nhân cách. Sau lúc sau nhắc nhở phát lại. Hôm nay trời rất sương mù, thời tiết rất là đẹp. Ôi đó, không ổn đâu. Nhưng mặt trời về rồi, về sau cùng thì sẽ có nắng nha các bạn. Buổi đêm nắng rất to, ban ngày có đầy trăng. Trăng rất sáng rồi các bạn. Rồi. Okay. Vậy hôm nay tụi mình đã hoàn thành xong tựa game này và theo tụi mình được biết thì tóm tắt lại thì là Larry là bạn của mình ấy đã bị sát hại và tên sát hại đã lột mặt bạn của mình ra để đắp vào mặt
hắn. Và hắn sống cuộc đời của Larry và đột nhiên đi trong công viên, mình là người chơi tìm lại bạn cũ, nhìn thấy Larry nhưng mà không phải là bạn mình, mà tên sát nhân đem mặt của bạn mình. Đấy, sau đó mình đi theo, cứ đi tìm và hắn tức giận, sau đó hắn xử cả mình luôn. Và hắn lại mình lấy... là cái người bị chôn dưới đất đấy. Đúng rồi, sau đó lấy ra mặt của mình đắp vào mặt hắn, hắn lại sống cuộc đời của mình. Và tất cả rất có thể là bây giờ hắn đang sống cuộc đời của Tom, một phóng viên thời tiết các đúng bạn. Rồi. Đấy. Và rất nhiều thám tử đã đi theo dấu vết nhưng cuối cùng đều bị sát hại. Các bạn thấy kỹ năng của ông ta không? Nghĩa là súng bắn bằng 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 ông nè nè nè. Gọi là di chuyển ngang teleport chứ không phải là đúng rồi. Đấy, và anh nghĩ đây là một con quỷ dữ chứ không phải người bình thường. Người bình thường không bao giờ làm được như thế các bạn ạ. Rồi, hắn đã giết 17 người trong quá là kinh dị năm luôn. Thôi. Đúng rồi. Còn bây giờ chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Và bye. Túm lại một câu chuyện rất là cảm lạnh đấy. Game trông rất là bình thường nhưng mà đấy ẩn chứa một câu chuyện rất là đen tối. Rồi còn bây giờ bye bye, hẹn lại bạn Việt sau.